Hello hello tất cả anh em nhá. Anh em vào tôi xin một like anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi đi làm phòng sự kiện anh em ơi. Búa thầy đủ mét 5 dùng thầy với. Smiley nhà cho thầy mở thẻ Automin và đập thẻ auto xịt đã chi phối thầy lần với 10.000 đồng. Thương lắm mới cho công thức mở thẻ này. Cứ 3 gói min là một gói cận min. Hay quá. Lói ít hiểu nhiều. Công thức hay quá. Ôi, sao thầy làm nào ban thằng Smiley được nhở? Những ngày nóng đầu như này làm nào ban thằng Smiley được nhở? Thật sự luôn ấy. Những ngày như này làm nào để ban nó ta? Fan ruột thừa biết đánh piano nổ nố đã chi phối thầy lân với 10.000 đồng. Đóng phát ruột thừa hình nhá. Hình như lần đầu em gửi thầy mở. Ok. Em mới rước Vini SPL8 còn tê dần thầy trải nghiệm nha. Thầy hết thời gian rồi. Phan thừa thầy yêu Phan thừa lắm ấy. Thầy mới... Hôm qua thầy Tân mở cho em bao nhiêu tỷ. Em lổ một câu với thầy để thầy xử lý nào. Thầy gỡ lại cả ngày hôm qua cho em luôn. Khả năng tặng Smiley cái cờ lê à? Ừ, Smiley ấy. Thầy tặng cái cờ lê được không? Thầy tặng Smiley cái cờ lê cái. Xong rồi mình đứng về phía nhau nhá. Smiley comment phát thầy tặng cái cờ lê. Thầy hứa luôn. Comment đi nào, thầy yêu nào. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ nố đã chi phối thầy lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Fan ruột thừa nhá. 2k 5 tỷ là gói mốc ổng mờ. Em mở rác không ra 4k tỷ. Đời ạ. Smiley nhà vía cho thầy mở thẻ Automin. Nào Smiley, thầy tặng cái cờ lê nè. Đã chi phối thầy lân với 10.000 đồng. Lên thầy tặng cờ lê nè. Ăn ban, nhót. Không có, điên quá à. Em nói gì kỳ cục. Smiley nó tỉnh quá. Ok các ơi, PP nào. Let's go. Em Trung Fan Tô Z đã chi phối thầy lân với 10.000 đồng. Cảm ơn em Trung Fan Tô Z nha. Thầy ạ, đợt này dạ. Kỹ năng thầy hơi kém nhưng kém được điên. Cái đá ngu. Ừ, toàn cố diện mà. Cố lên thầy, em tin thầy không làm được. Thầy cũng biết thầy. Hi. Cảm ơn Trung nha. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ nố đã chi phối thầy lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Fan ruột thừa nha. Đang mở thẻ Smiley vào chủ ẻo tao chủ ỉa chảy suốt đời. Làm tí rác nhờ. Búa tí rác nhìn cho nó hấp dẫn anh em ơi. Hay là mà một tí thôi nhá, 61 cái thôi. Cờ gì ấy? Ui, Totti xịn. Ôi, DC Pháp ST. Benzema. Benzema là bú mà. Benzema. Ui, sao ghét. Ơ, Gabriel Jesus này, sắp tăng chỉ số này. Vào vòng xong mà tăng chỉ số đấy. Jesus này là bán kết là tăng chỉ số đấy. Nếu vào được bán kết nhưng mà không vào được mất rồi nên không tăng anh em ạ, nó không vào được bán kết, quên mất, suýt vào được. Mùa sau vào, nếu vào được ấy, vào được là lên chỉ số đấy, tiếc quá không vào được. Ok. Ok. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ nố đã chi phối thầy lân với 10.000 đồng. Cảm ơn fan ruột thừa nhá. Rồi bà hiệu phó ơi. Thầy bơ em à luôn mà. Ôi, nhắn tin sao có cả sao bà hiệu phó lại có cả ạc ở đây vậy. Ui, đã hơi nghi ngờ về giới tính của bà hiệu phó nha. Đã hơi nghi ngờ đấy. Sao có cả ạc FIFA ta. Mà từ lâu nay cũng chưa biết được là Facebook của bà hiệu phó là gì luôn. Hình như là đấy, bà hiệu phó à. Phải nghiên cứu kỹ đấy. Ôi, ngọt luôn mà. Em đá giao lưu Phan Thừa Thừa, đừng nói em đá ghê đấy, thầy biết đấy. Em gặp mấy anh em trên rank suốt ngày đấy. Thầy biết đấy nhá. Thầy cấm mà, thầy không cấm, thầy thắc mắc thôi nhá, làm sao nhở. Không ấy, bà hiệu phó trường làng cho thầy cái link Facebook ấy. Thầy biết rồi, thầy hứa, thầy biết. Thầy biết rồi, bà hiệu phó Mai Phương. Rồi luôn, ai vậy ta? Urian, Bellingham. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua VIP cạc 24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại VIP cạc 24h.com. Không ấy, bài hiệu phó trường làng cho thầy cái link Facebook ấy. Thầy biết rồi, thầy hứa, thầy biết. Thầy biết rồi. Bài hiệu phó Mai Phương. Rồi luôn, ai vậy ta? Urian, Bellingham. Sao được rồi? Hiểu chưa? Thầy làm một quả thì thấy em hiểu chưa? Lulin luôn. Đỡ đi.
Ui. Ôi, 800 tỷ á, con này nhá, lên ít nhất 3 chỉ số. Chắc chắn tăng. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ nổ đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn fan ruột thừa. Em quỳ xuống rồi thầy tuột quần đi. Trời ơi, người anh em à đúng không? Liệu tôi có thể đỡ quả này đi? Bé Linh Hâm. Smiley nhả vía cho thầy mở thẻ Automin và đập thẻ auto xịt đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Smiley câm đín liền. Gòi gòi những gói sau hết cảnh. Mày biết cái đéo gì. Nói luôn. Ơ, Toti xịt. Toti xịt nha. Đức CM. Crut. Crut. Tony cơ. Ơ, fan ruột thừa biết đánh à? Piano nổ nổ đã chi phối lừa thầy Lân với 10.000 đồng. Sao em không gửi thầy sớm hơn nhỉ? Do em thôi, lỗi do em thôi. Rồi em đừng thắc mắc những câu đấy. Thật, thầy là kiện tướng mở thẻ mà. Này, thầy cắn trộm quái LN nha. Thầy cắn trộm quả LN nha. Lửa liền. Thụy Điển. Bloomberg liền, Bloomberg 8 là sao? Em chung fan Tô Z đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Em cũng fan chè thầy ạ. Thầy dự tối nay chè nhà mình ăn được nhà trẻ không thầy? Trời ơi, mấy quả trẻ con đấy. Tối nay nhá, chân đèn nhá. Thua hay không? Thua hay không? Không ăn được. Sao mà ăn được? Tất cả em fan ruột thừa của thầy quá. Khải Phi đã chi phối thầy Lân với 500.000 đồng. Đã chi phối thầy Lân Khải với Phi 10.000 đồng. Khải Phi đòn rõ luôn. Bellingham gánh cả sự kiện. Tin chuẩn mặt cười. Đừng có nói, con đấy chưa to. 8-900 tỷ chưa tài đâu. Con đấy bình thường mà. Kiện tướng mở thẻ mà anh em. Đức Cam. Musiala. Được chưa? 300 tỷ nữa vào mồm. Ngọt lệm. 117 luôn đây này, cho cẩn thận. Được chưa? Làm nhẹ 300 tỷ nữa. Thêm con phôi 117 nữa. Nhờn, đừng có nói. Cờ Anh CB. Làm con Tomori cho cẩn thận. Lên sóng. Làm thêm 200 tỷ nữa. Qua 97 ra Tomori. Ok chưa? Smiley comment kiểu ông thầy á. À đây rồi, nó đây rồi. Đã đủ hết cảnh chưa? À đây rồi, đây rồi. Thằng này đi 10 phút. Yes. Smiley, cờ lê là của em. Nhưng mà là ăn cái cờ lê vào đầu. Woo. Đi liền. Hết cảnh liền. Bắt được ngay con lợn. Láo lếu thật. Cờ. Ê, BTB. Ui, ST Real. À, ST Bucha. Trời ơi, nổi liệm luôn. Nhiều cái 102 ra cái ông Morata này thì quả BTB này mà ra cờ Tây Ban Nha là xác định đấy đi rồi. Khó nhỉ. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ nổ đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn fan ruột thừa. Smiley đi chưa thầy? Nó đi ở đấy, nó đi ở đấy, nó đi ở đấy. Nó đi 10 phút rồi đấy. Sếp. Smiley nhả vía cho thầy mở thẻ Automin và đập thẻ auto xịt đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Sao nó vẫn đòn đây nhỉ? Bạn với chúng tôi thì nhót. Trời ơi, chưa, sao nó vẫn đây nhỉ? Má, nó vẫn đây kìa. Thế nhưng nó không được động vào, không được động vào Smiley đâu ấy. Smiley là cái gì đó không thể động vào à? Cay thật. Mà tan tay không được động vào hay sao ấy. Nghiêm cấm anh RM. Anh LB. Câu à? Bà cửu hiệu phó tiểu tam trường làng đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cái gì đấy, cái gì đấy? Trả thầy cái cờ lê cái em gì? Về với trường bản yêu thương. Cái gì mà thành tiểu tam rồi? Cái gì mà thành tiểu tam rồi? Cái gì vậy bà hiệu phó ơi? Sao hay dỗi quá vậy? Mấy quả phụ nữ ở đây hay dỗi thế nhở? Fan ruột thừa biết đánh piano nổ nổ đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Sợ là dỗi mà. Nếu vậy thì xin lỗi thử Smiley đi thầy. Thôi Smiley thầy xin lỗi nha. Ngoan thầy yêu. Từ từ tôi phải đi dỗ bà hiệu phó đã. Ui. Sao quả Thu Hằng với cả quả Mai Phương hay dỗi thế nhở? Ê sao lúc người ta làm gì sai với mình người ta xin lỗi cái là xong mà sao? Đến lúc mình làm sai mình mẹ mày xin lỗi quỳ lạy các kiểu mình cũng không được tha thứ vậy. Tại sao vậy anh em? Hôm nay tôi mệt à? Ui thế chịu rồi. Sơ hở là kêu mệt vậy. Sơ hở là mệt vậy. Smiley nhả vía cho thầy mở thẻ Automin và đập thẻ auto xịt đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Sao? Cho công kẹp thức đi. Kẹp một gói mốc cộng 3 gói rác. Tin chuẩn. Thật không? Một gói mốc cộng 3 gói rác gì? Ui. Vãi trưởng từ lúc ban của Smiley này. Thấy nó cuộc đời nó tối om luôn mà. Tối om luôn mà.
Học sinh trường quốc tế đã chi phối thầy Lân với 10.001 đồng. Thôi Thu Hoàng nha. Tôi không dỗi nha thầy. Ừ. Tôi học sinh trường quốc tế mà. Hiểu luôn. Liên quan gì đến trường làng okay. Mà bảo phụ nữ ở đây? Tôi xin lỗi thầy cũng mất 300k đấy. Còn mẹ thằng Smiley luôn đấy. Thằng Smiley thề luôn, toàn hội ý bẩn cay thật. Thằng Smiley nhá, coi chừng thầy đấy. Ủa thằng Smiley điêu vãi bìu. Vẫn min mà, ỉa trẻ 567 thật. Pháp ET. Pháp CM, Pogba. Pogba bị limit rồi mà. No. Pielo de Vinci đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Bị Smiley đòn bao lần mà vẫn không chừa mặt cười. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ nố đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Dimeti SG Smiley ỉa chảy hết đời em. Chửi rồi. Smiley nhả vía cho thầy mở thẻ Automin và đập thẻ Auto Xịt đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Tôi bảo ba gói rác sao mà ông thầy kẹp có hai gói thế. Được rồi. Ông trách ai? Được rồi, ok, mà đợi tôi tí. Đây, kẹp ba gói rác. Ra tao đá vào đầu mày. Smiley nhá, đây ba gói rác đúng chưa? Ba gói đúng chưa? Đúng công thức chưa? Không ra nhá, chết với tao. Nhá, nói trước đấy. Tổng 4 đúng không? Rồi, gói bì tao bui. Đan Mạch. Con lợn này luyên tha luyên thuyền. Ồ, nó ghê đấy. Quỳnh Xanh Điệu cười nhiều không có cho bạn. À tí lên các bạn, Quỳnh con nhỏ tóc đỏ sẽ livestream vào lúc 18 giờ anh em ơi. Tí anh em có gì ủng hộ con nhỏ tóc đỏ hộ tôi nhá. Trên kênh của Quỳnh Xanh Điệu nhá anh em. Nhưng mà thằng này ghê đấy. Được. Thằng này ghê, thằng Smiley này kinh khủng đấy. Ừ. Thế xong cho sớm đi, cứ để thầy với em phải xảy ra những cái mâu thuẫn không đáng có. Sớm tí là xong rồi. Em cứ vậy với thầy. Xin lỗi Smiley ạ. À. Xin lỗi Smiley, ghê thiệt. Bú cái nhẹ. Fan ruột thừa xin lỗi Smiley đi. Đừng có động vào Smiley. Mà Smiley là đấng đấy, đấng của trường làng đấy. Ghê thiệt. 1 2 3 tổng 4 đúng không? Ủa sao quả ra ITM chắc quỳ xuống thật. Quả ra ITM chắc thề luôn quỳ xuống. Quỳ xuống. Bú cho Smiley một cái. Thôi Smiley cầm bạc bịp cay thật. Rồi luôn tưởng thế nào. Mày chỉ là thằng may mắn. Công thức như bìu. Mày đúng là chỉ là luyên thuyên. Vãi trưởng Philip Lâm ạ. Ủa đời cuộc đời ơi. Sao cuộc đời tôi lại tin thằng Smiley là nhỉ. Thằng lừa đảo. Đâu gói cuối đi. Cho Smiley sửa sai gói cuối luôn. Công thức gói cuối. Ủa sao Phan Duật Thừa có quả hình gớm vậy? Smiley nhả vía cho thầy mở thẻ Automin và đập thẻ Auto Xịt đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Nguy bịa đi! Ai bảo ông thầy công thức được sử dụng nhiều lần thế? Hả? Gì không được dùng nhiều lần á? Thế cho công thức gói cuối đi! Nghĩ đi! Bịa ra một cái công thức đi! Nghĩ kỹ vào! Smiley nhả vía cho thầy mở thẻ Automin và đập thẻ Auto Xịt đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ấn vào chữ ớ ở vật phẩm là cận min, tin chuẩn. Không ấn vào chữ ớ thì sao? Để quên, tôi phải nghe quả Smiley này hướng dẫn chi tiết thật. Để có tôi còn có lý do. Tiếp tục đi. Không cần Smiley luôn. Bớt ám lại. Thôi chết rồi. Smiley nhả vía cho thầy mở thẻ Automin và đập thẻ Auto Xịt đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Quay chuột vòng quanh gói 5 lần từ trái sang phải. Ôi mày thế. Quay chuột vòng quanh cái gì? Không nghe rõ lại đi. Cái gì không nghe rõ? Quay chuột vòng quanh gói 5 lần từ trái sang phải. Quay tay. Quay chuột vòng quanh gói 5 lần từ trái sang phải. 1 2 3 4 5. Smiley nhá, quả này nhá, coi chừng tao. Rồi ET, hoa mẹ cuộc đời. Uầy. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ nố đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cô mẹ ở Smiley. Phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cô mẹ ở Smiley. Kiến trái này hả? Kiến trái nào?
cay quá. Nghe chán à. Smiley nhả vía cho thầy mở thẻ Automin và đập thẻ auto xịt đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ai bảo ông ấn vào chữ phẩm thế? Thôi thôi mày im đi, mày luyên tha luyên thuyên, tưởng biết cơ, hóa ra toàn trò ma trò quỷ. Cuộc đời ơi, sao lại tin thằng này nhỉ? Học sinh trường quốc tế đã chi phối thầy Lân với 10.001 đồng. Xong gói này thầy óp nên tôi thống kê qua chiều hôm nay cho anh em chưa nắm bắt. Đá 5 trận thua 3 trận. Vẫn được 7.000 tỷ mà. Tiền donate Weskin 1m6. Player 6 ở đâu ra huynh? Từ tài khoản 0 đồng. Thu Hoàng ơi. Ban trà 24 giờ, ban sở Mili 10 phút. Cảm ơn sở Miley 1 lần, chửi sở Miley 23 lần. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ nổ đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Con, mẹ, thằng, xì Miley, thằng ăn cứt. Chính xác. Nhưng mà vẫn được 7.000 tỷ mà. Vẫn được 7.000 tỷ mà. Vẫn 7.000 tỷ mà. Mà fan ruột thừa ơi, sao em lóng quá vậy? Ơ, The Green. À không phải. Thôi. Tối nay đi. Tối nay đi anh em. Tối nay mình sẽ làm lại. Tối nay làm lại nha anh em.